Xin chào anh chị ạ. Ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn anh chị các thao tác thiết lập kết nối đến phần mềm miinvoice.vn. Sau khi kết nối thành công thì đơn vị mới có thể thực hiện được các chức năng của phân hệ hóa đơn trên phần mềm Misa Mimosa.net. Anh chị lưu ý giúp em là chức năng này chỉ có thể thực hiện khi có kết nối Internet. Sau khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán thì phần mềm sẽ hiển thị màn hình đặt mua miinvoice cùng một số thông tin về hóa đơn điện tử. Nếu chưa mua miinvoice thì anh chị nhấn mua ngay. Phần mềm sẽ chuyển sang website đặt mua miinvoice để anh chị đặt mua phần mềm. Còn nếu đã mua phần mềm rồi thì anh chị có thể nhấn vào biểu tượng dấu X để đóng thông báo. Vào phân hệ hóa đơn. Tại màn hình bắt đầu sử dụng, tại bước 1 kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử miinvoice.vn, anh chị nhấn kết nối ngay. Nhập thông tin tài khoản để kết nối đến miinvoice là các thông tin đăng nhập vào miinvoice.vn, mã số thuế, email hoặc số điện thoại và nhập mật khẩu, nhấn kết nối. Phần mềm sẽ hiển thị thông báo kết nối thành công. Nhấn đồng ý để thực hiện các bước tiếp theo tại màn hình bắt đầu sử dụng. Anh chị lưu ý giúp em, trong trường hợp đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán, nhiều máy tính thì việc thiết lập kết nối phần mềm hóa đơn điện tử miinvoice.vn phải được thực hiện trên từng dữ liệu. Trong trường hợp đơn vị gỡ bỏ phần mềm Misa Mimosa.net 2019 ra khỏi máy tính và cài đặt lại thì cần phải thiết lập lại kết nối phần mềm hóa đơn điện tử miinvoice.vn như các thao tác mà em vừa hướng dẫn ở trên. Trên đây thì em vừa hướng dẫn anh chị các thao tác thiết lập kết nối đến phần mềm miinvoice.vn để sử dụng các chức năng của phân hệ hóa đơn ngay trên phần mềm Mimosa.net 2019. Xin chào và chúc anh chị thực hiện thành công!